Thằng Nghĩa nó về tắm chưa? Tắm rồi. Thằng Nghĩa bây giờ chắc nó cay cú như mình dữ lắm mọi người. Đây nè. Cay thật. Cay thật. Thằng Nghĩa thật. Mình mới cho nó ăn một vố quá là cay cú. Bây giờ nó ở nhà chắc có tức mình dữ lắm mọi người. Nãy giờ mình ở nhà thì nói nào ngay, mình cũng chạy đi mua chai bù tạc với mấy ổ bánh mì để mình chơi nó tiếp nè mọi người. Bậy, nói chung là mình chuột lỗi với Nghĩa nha mọi người. Không phải chuột lỗi, mình cho nó niềm đau nhân hai luôn chứ không phải sao chuột lỗi được. Nhưng mà bây giờ mình phải nói là mình thôi chú chuột lỗi với con. Đúng rồi. Đúng rồi, chú cháu mình không à. Bây giờ mình có cái trò chơi tiếp Nghĩa luôn nha mọi người. Bây giờ anh hai bỏ bù tạc bánh mì đi. Vô ăn. Một góc thôi nha, một đít thôi, gạch cái đít chứ thôi. Đó, bây giờ anh hai cho anh hai xịt bù tạc cho bánh mì nha mọi người, cứ theo dõi đi, chút chơi Nghĩa gì theo dõi nha. Bữa nay Nghĩa tới số, chơi cho đủ combo luôn. Trời ơi trời. Quá. Ca từ nãy giờ mình đi quay hết clip về mà vẫn còn ca luôn mọi người biết. Sớm tôi ca đẳng cấp cỡ nào rồi. Cái đó ấy ra. Chọt vô cái gì chọt vô. Đây, anh bỏ dưới đít dưới đó cho nó không thấy hiểu không, chút này quay xuống dưới hiểu không. Anh cứ bỏ đi, anh bỏ đít một góc thôi. Đó, rồi đúng rồi, đúng thế. Nhiều quá cay chết. Cái này dữ lắm rồi đó, rồi đẩy lại. Anh phải làm 3 ổ luôn. 3 ổ thôi. 3 ổ mới được. 3 ổ còn mình ăn chắc chết luôn á. Thằng Nghĩa nó khôn lắm, một chút mà anh đưa nó ổ này thì nó cũng nghi ngờ. Hôm nay nó dính nhiều chưởng rồi cũng nghi ngờ đúng không. Thế này nó không kêu đổi bánh mì à. Mình cay sao mình ăn nổi. Thì mình ăn cái đầu trên thôi, mình chữa đầu dưới lại. À, hiểu chưa? À ha, sao mình ngu dữ ta. Đó mọi người, giờ mình bỏ bù tạc cho hết 3 ổ bánh mì luôn nha mọi người. Thằng Nghĩa nó khôn rồi. Mình hay là mình giữ trù trước thôi hiểu không? Lỡ nó có đổ bánh mì thì cũng dính luôn. Đây. Anh bỏ cái đầu dưới nha để cho nó để kiểu như là nó không thấy hiểu không? Bỏ đầu dưới được. Này kiểu nào cũng chết Nghĩa ơi. Này á, đổi lại vậy nè. Nó quất tới cùng luôn mới phát hiện được phải không? Còn mình là mình tính gần hết là mình ngưng. Mình ăn gần hết là mình ngưng hiểu không? Hiểu rồi. Thấy bánh mì thèm quá. Mà chưa ở đâu, mình cho thêm chưởng nước mắm vậy đó mọi người. Vậy? Chơi thêm chưởng nước mắm nữa. Trời ơi. Ở ráo rồi ạ. À? Nhạc hơi lớn mọi người thông cảm nha mọi người, tại mình về nhà rồi, giờ vòng vòng cá ráo rồi. Này. Còn bây giờ nước mắm mình hay đổ thêm đổ lên khúc vậy thôi, hiểu không? Giống như là nãy giờ mình cái ly nước đá này mình uống rồi. Hiểu rồi. Là anh đổ miếng thôi. Cho chút cho dính chưởng nữa. Rồi dẹp nó đi, giờ đổ nước mắm vô. Mắm à? Ừ. Mắm nhiều ít. Trời đổ lên đây được rồi. Khúc thôi. Ê hai cái này nó trùng nào luôn. Thì đó. Thì đó cho nó dính vậy đó. Tại vì Nghĩa chút thế nào cũng tưởng cái nước này là nước ngọt đó mọi người. Bây giờ khúc một cái. Chế ngoài. Dạ, trời ơi. Rồi. Trời ơi trời. Minda. Ok mọi người, bây giờ mình chạy nhà Nghĩa cái mọi người. Thì mọi người theo dõi đi chứ đây ồn quá nha mọi người. Hey, ok. Ây chà. Trời ơi. Thấy lãng không? Đó, đi công chuyện rồi bơ. Bạn à? Bỏ cái đó ra coi, đang ngáy quay rồi. Dạ đi thuốc trái bò tôi luôn rồi. Đây làm gì? Cái gì? Chú ra đây làm gì? Đây kiếm mày chứ làm gì? Cho mày chút xíu rồi làm ghê quá. Nè ngon, thấy không? Nè mày thôi. Đi chú nãy đi công chuyện thiệt mà. Nhưng mà chú kẹp đi. Đi công chuyện nhưng mà vẫn nhớ tới chưa cái con nè. Ông chú Hoàng ấy con á vợ đó đi công chuyện. Nhưng mà chú đi công chuyện thiệt. Mày kêu con chó mày im coi. Nè mày. Đồ chó đã. Nè. Chú kẹt mày đi công chuyện nhưng mà vẫn nhớ cái con. Nhớ gì? Mua đâu à, bánh mì. Sao ở đâu cũng nhạt hết ta. Ở trong hết mờ dương sưng mờ. Ở trong cổng cũng nhạt, đây cũng nhạt á. Có chỗ nào yên tĩnh hơn không trời? Ê, trong này mấy ngày tết lớn bồng quá và bồng mấy ngày này là chỉ là vô nghĩa trang với địa thôi là không có nhạc thôi. Rồi lấy chúng nói nghe, lấy ly nước Hello này được uống luôn. Ra chỗ này như này kia đi cho nó đỡ nhạc. Âm nhạc đồ. Đấy. Đấy. Mình cháu mình chuyện nào nè, làm gì
đây nó bớt âm nhạc mày. Mình nghi ngờ mấy ông đó nha, mấy ông muốn tốt lành gì tôi đâu mấy ông, khỏi đi. Trời ơi, nói vậy thua người ta nữa. Không đi nhà ta, cửa ta không ở ra đây kêu đâu mấy kè ngồi chứ vậy. Mày mà chúng như cái lông này trúng phải không? Được, có giá nữa ta. Lông nó hay lắm, nó canh mình vừa chín là nó rẻ à. Rẻ hoài gì, bữa nay con mấy hôm mấy ngàn rẻ. Ôi hôm mấy ngàn. Trời không. Chào nữa. Đi đâu nữa, làm cái gì? Đây mát nè. Ăn uống tâm sự rồi. Ra giữa giường anh Long luôn. Ngồi ngồi đâu ai, chỗ này cũng được. Làm gì? Ra chú có mua mấy đặc sản bánh mì Hồng Ngọc là hơi bị VIP á. Mì Hồng Ngọc. Chú quay xuống này cho nó bị tối quá. Ngồi xuống gói quốc đi. Hồi nãy chú chơi trò anh mày chú ghẹo mày chơi thấy tội nghiệp quá. Chú mua mấy nồi bánh mì ra mấy chú cháu mình ăn đúng không? Làm riết tiên tôi lớn nổi luôn. Kèo ăn bánh mì. Rồi bánh mì đó, bánh mì đặc sản, bánh mì Hồng Ngọc chứ bộ bữa bánh mì gì ha. Bánh mì hơi kèo ăn bánh mì. Không ăn thôi, không ăn về. Thôi. Mình không có lòng tốt mà nó suy nghĩ gì. Nó như vậy mà đặt như dặn lẫy nữa. Mày có ăn không? Xích về chứ. Mình hỏi mày ăn, không ăn xích về chứ tao công đi mua, tao đi mua. Đấy. Không ăn thôi, tao ăn mình. Mẹ anh ơi. Trời ơi. Công tao đi mua bánh mì cho mày ăn rồi giờ mày. Chỉ sẵn là chú ra là biết xong. Sao mua bánh mì mà biết mua ba ổ mà nước mua con ngon hả? Nước ở nhà tao đem theo ông cố, còn bánh mì bao bánh mì thôi chứ không có bao nước. Bánh mì tao mua 15.000 một ổ đó. Nãy chú bảo kêu đó ra Nghĩa chở mấy cây bông luôn. Ừ, sẵn xin hai chậu bông về. Mà nói Nghĩa chắc giờ nó giận rồi bà ơi, chắc ra coi chừng nó không có cho bông nữa. À mấy mua mấy ổ bánh mì. Làm nó bán mua mấy ổ bánh mì đó. Cái mình nói chuyện mấy chậu bông cho dễ. Ăn ổ bánh mì có nhiêu tiền lấy hết hai chậu bông. Kiểu như là chút còn phải cho tao hai chậu bông nha. Suy nghĩ vậy, 4 chậu luôn đi. Ngâm thiệt. Đây nè mọi người, nhà Nghĩa trồng bông nhân thọ nè mọi người. Mày trồng ngọc này cũng tới lắm nha Nghĩa. Không ai kẹt. Ăn đi. Dạ. Ăn mày không chí. Còn ổ này. Con ổ này. Thằng trời đất. Quên mua cho thằng chí em mày nó để chữa cái ổ của tao kìa. Con ổ này ăn, chú ăn nó đi. À quên mọi người ăn. Cái gì vậy? Mọi người. Ừ, ăn cũng chơi cười hả? Không dễ. Chơi cái gì? Chơi cái gì? Thôi rồi con ăn vậy cho chắc. Cái ngõ vậy. Tôi ăn chịu bánh mì cũng ngon quá chứ. Ừ á. Bánh mì chứ. Chú mua ra, nên chú quên mua rồi. Quên tính mày chồng. Ăn ổ của chú kìa. Nè. Có mấy cái cây mà có bông bông mà nó được mấy bông mấy kìa. Ăn chút ăn chút ấy xong thì con ăn. Vô đây đi để chút đi ăn. Chú quay xíu đi ha. Ngon. Cặp tết nha đó. Bánh mì Hồng Ngọc hơi bị VIP á. Mày tắm mày quên tắt nước mày. Cái thằng. Ngổ đủ. Để cho em mày ngổ nè. Ăn hết rổ đó thôi. Nè lấy vô đi. Con làm thấy chú chuyện ngon không? Đi công chuyện nhưng mà vẫn nhớ. Nè. Trời ơi chứ kìa tốt quá. Ăn cái đầu trên nó đầu dưới có bù tạc hết luôn. Tôi lái gần 20 phút được. Được. Lại không à. Bánh mì này ngon. Review cảm nhận bánh mì nổi tiếng ở chỗ mình là nổi tiếng lắm nha mọi người. Đúng rồi. Bánh mì thịt ở đây lúc nào cũng có thịt hết nha. Ủa chứ bánh mì thịt có vậy. Cái chợ bánh mì mà kêu review. Có review mà. Review không biết review sao luôn. Cao mà. Chả là giống như ở trong thường ở trên mạng á. Ngon. Bánh mì Việt Nam. Hồi nãy mày đổi bánh mì với anh hai vậy. Mày sợ tao bỏ dĩa chổng hay gì vậy? Trời ơi. Mày đừng có giả anh ta nữa, không lẽ tao bỏ dĩa chổng. Trời quá. Bù tạc phải không? Ơi. Hồi nãy ăn cái ổ kia ơi, được. Đã cái ổ luôn chú mà mày thấy mày ăn. Hồi nãy cái anh hai phải ăn bù tạc, anh hai bỏ vô mà. Chú ăn bù tạc chơi chơi của mấy đứa này lên. Trời ơi. Má không biết. Lại không biết. Tên nó không có nước hay mẹ luôn, cay mẹ. Chưa biết rồi. Thôi. Đã chứ ngồi rồi. Cái gì? Đừng bám.
đã kêu hôi rồi, bánh mì của người ta giật lấy ăn, nước của người ta cũng lấy uống, đã kêu hôi à, một ngày lấy uống luôn, đâu nước mắm, thì nước mắm gì, trời ơi, nó bị rồi, không ai tốt lành gì hết không, nghe cái hói bánh mì của con chú ăn, con ăn cái đầu trên thôi nha, đầu dưới có bù tạc, ăn nửa ổ trên thôi, trời ơi trời, nè chú ăn cái bài gì đâu, nghe, đây chú cho coi nghe, lật ra, lại cho coi nè, đây dở ra. Đây, ổ nào cũng có hết nha, ai cũng có phần hết nha. Bồ tạc ngon lắm hả, gì bồ tạc người ta đã dành ăn đồ từ từ tươi sống. Nhưng mà chú ăn à? Bánh mì sao ăn? Chú ăn à? Rồi thì sao bữa nay đổi khẩu vị vậy, nước ngọt không chịu uống nước mắm nữa. Ngon không? Ngon quẹn luôn, cái gì? Con gì vậy? Trời không ăn, về luôn đi. Ông cho bông gì kia. Bậy. Cái gì vậy? Không cho bông là sao, ai làm gì mày? Dặn dặn chứ hứa bà Út phải cho bông bà Út chứ đàng hoàng lắm đó kìa. Đâu cho nó. Dọn cái này cái anh hai, gom lại dẹp đi, gọi rác luôn. Quá trời. Hết chuyện gọi mắm nước ngọt không chịu. Con uống không? Mà muốn chú bỏ à. Chú bỏ đi con chứ Hoàng ơi. Đã kêu nãy chú rồi, đừng uống rồi à. Trời ơi, gì méo thiệt đang ngon. Ham ăn ham uống rồi. Ham ăn gì có ai giờ ăn đâu. Một phần của ai cũng ăn bộ. Hỏi lên cho xin mấy cho bông đi về nè thằng ông nội. Không cho nó, về luôn đi. Thì cũng cho. Không. Bực mình rồi. Đừng có vô duyên nha. Giờ mặn lắm rồi. Ra chiếu là xin mấy chậu bông nhận thọ mọi người. Đó, nó trồng nhận thọ quá trời luôn. Ủa cái này là để chân hay là cho vậy nghĩa? Chân. Mày giờ chân hết rồi. Chịu ở đây cũng nhạt sung quá ta. Còn chỗ nào không? Còn ngoài mã cha con ở đấy vậy. Cái gì? Trồng chi nhiều vậy? Hai chậu phải không? Hai chậu. Bốn chậu. Có trùm xài luôn nha. Ủa xài quá trời luôn. Dạ mấy chậu thì không có chậu rồi nói vậy. Hứa con đâu hứa đâu. Bữa nay mày cho đủ combo rồi hả nghe. Thì lấy chậu nào đẹp lấy về đi. Nó cho mà phải cho kiểu như thành tâm, cho kiểu như tự nguyện chứ. Đúng không? Con có trồng mấy chậu bông. Chú Hoàng con lấy chút kiệt con lấy gì cho bóp đi. Con trồng á. Ừ thà nói vậy. Con không cấy từ hộp ấy rồi lên thành cây rồi con bồi đất vô rải phân tưới nước rồi giờ nó thành được vậy nè. Rồi kia tao lấy đi, ý nói vậy sao tao dám lấy. Chú Hoàng lấy về đâu mà hỏi chú Kiệt lấy về không, Kiệt lấy đi. Thôi nói vậy thôi sao dám lấy. Con trộm cực khổ đó rồi chú tới chỗ bông đẹp được vậy chú lấy về, chú lấy chú làm, chú làm. Con đâu biết đâu. Thôi ghẹo nó chơi nhau mọi người, kiểu ra đây xin sẵn thinh lấy chậu bông luôn. Chú yếu lấy đi thiệt. Kiểu là tròn nó. Nè, mày cho đó. Mày nói gì ai mày dám lấy. Sao không dám, tao cầm cực cổ mà chú ra. Đâu cho mấy chậu nào đâu. Nè hai chậu này nè. Hết luôn đi. Cũng được. Cái hết vậy luôn chứ ở đó mà nó được. Cũng được, cũng được, cũng được. Được trở về mẹ chửi nát cũng được. Còn hai chậu lắm nó bốn chậu mà. Mày ra hai chậu nữa. Thôi bây giờ luôn đi. Giờ sao chở hết? Hết. Cho hết như đây chứ chở cũng hết nè. Kêu bà gác kêu chở. Ôi bây giờ này lấy trước hai chậu đi. Không. Rồi về bữa con lấy cho hai chậu nữa. Không, hả cho bốn chậu mới lấy hai chậu không lấy. Không cho hai chậu nào luôn á. Ừ hả cho hai chậu không lấy. Hai chậu thì lấy hai chậu. Hồi cãi là câu chuyện này không có cái không có hồi kết ngồi cãi hoài. 50.000 một chậu người ta nó mới mua về đó ông giờ không biết xin quá chứ. Thôi cho này đẹp nè, lấy hai chậu này thôi. Được. Đúng rồi, hai chậu này. Hai mày nè, bự nè, được nè. Nó giống thấy hai chậu này luôn, mấy chậu ngoài kia tép riêu không à, chậu gì tép tẹo tẹo không à. Này nhà mưa. Chậu này mới xịn nè. Ồ. Đó, chậu này mới ngon nè. Cũng được, chậu này mua. Ngày nay mình nói lớn nó bắt nhạc lớn lên nữa nha. Ừ. Rồi thôi đi, lấy về đi. Giờ ta ăn cơm nước rồi ra đưa bánh mì ăn cho mặn chắc. Cụ tạ, tao đóng. Rồi ok mọi người. Đóng nha, ông đợi ông đi, mai vô tới. Làm gì ta, tính lại gì ta. Làm gì đâu. Thôi giờ mình đi về nha mọi người. Hẹn mọi người gặp lại mấy đâu sau nha. Thôi bye mọi người nha. Bye mọi người.